Xin kính chào tất cả quý vị. Tiếp thu rất hân hạnh được nhóm Âu Cơ mời để làm MC cho chương trình hôm nay. Trước tiên thì tôi xin đại diện cho Natasha Hoàng và nhóm Âu Cơ xin kính chào tất cả quý vị quan khách và toàn thể quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn người bảo trợ cho chương trình là Victorian Multicultural Commission. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được rất hân hạnh đón tiếp quý vị quan khách đến tham dự buổi trình diễn hôm nay. Và Tiết Thu xin trân trọng giới thiệu đôi nét về các chính khách tham dự, gồm có Dr. Daniel Molino, Federal MP vùng Fraser, người đã hỗ trợ cho Âu Cơ có được những tài trợ để giúp cho Âu Cơ có nhiều điều kiện tốt hơn để phục vụ cộng đồng một cách sâu rộng hơn. Kế tiếp là Dr. Minh Lâm, phu quân của bà Cúc Lâm, là ủy viên hội đồng thành phố Maribyrnong. Xin chào Dr. Minh Lâm. Và bà Cúc Lâm là ủy viên hội đồng thành phố Maribyrnong, người luôn hướng dẫn và giúp cho Âu Cơ mở rộng tầm hiểu biết, kết nối Âu Cơ biểu diễn giao lưu tại các sự kiện của nhiều sắc tộc. Mrs. Mary Dowling là vợ của ông thị trưởng Maribyrnong. Hội đồng Maribyrnong đã tài trợ nhằm vực dậy tinh thần của các thành viên Âu Cơ và các bạn bè thân hữu sau đại dịch COVID-19 qua chương trình Sống Năng Động và Khỏe Mạnh. Kế tiếp là Dr. Catherine Cumming, Independent MP, Upper House, Melbourne West. Yeah, Mrs. Tanya Mikita, lawyer, and her partner, Chris. Welcome. Bà Huỳnh Bích Cẩm, Tổng Giám đốc Hội Phụ Nữ Việt Úc, vừa đoạt giải người cao niên xuất sắc nhất của năm 2021. Niềm tự hào cho cộng đồng người Việt tại Victoria. Bà Vũ Yến, cùng phu quân, Hội trưởng Hội Cao Niên Ashburton, người đã tận tình giúp đỡ Âu Cơ trong những ngày đầu mới thành lập. Welcome. Và kế tiếp là thầy Minh Phương cùng cô Thư, vợ của thầy, là những người nghệ sĩ tài năng của vũ đoàn Maxim tại Sài Gòn trước năm 1975. Biến cố này sau năm 75, thầy cô đã bị kẹt tại Nhật Bản cho đến 30 năm. Rồi đến năm 2007 thì thầy cô mới được các con bảo lãnh qua sống tại Úc. Âu Cơ đã rất may mắn được thầy chỉ dẫn từng bước nhảy cơ bản. Chương trình biểu diễn hôm nay, tất cả các bài múa đều do thầy biên đạo. Và ba bài hát do thầy sáng tác cũng được thể hiện trong concert. Tiết Thu xin nói thêm là Natasha Hoàng, trưởng nhóm, chính là cháu gái của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Và có lẽ nhờ mối giao tình này mà thầy Minh Phương nhận lời mời hướng dẫn nhóm Âu Cơ chăng? Ladies and gentlemen, Âu Cơ Dance Group is non-profit organization formed in 2011 by group Vietnamese Australian women. While the group's aim has been predominantly preserve the traditional dancing culture of its home country and inspire young Vietnamese Australian. It has also been a bit of integrate Vietnamese tradition with its multicultural outlook prevailing in Australia. Since its inception, the group has performed at many cultural events, both within the local community and at major venues such as Vietnamese Lunar New Year festivals, the Mumba festivals, Australia Day celebration, Canberra National Multicultural Festivals, Bright Autumn Festival, Festival of Light and Peace, Illumine at Bendigo Crash Stupa, almost all Victorian aged care center. Và kính thưa quý vị, nhóm múa Âu Cơ là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2011 bởi nhóm phụ nữ Việt Úc.
Mục tiêu của nhóm chủ yếu là thể hiện văn hóa truyền thống của đất nước quê hương và truyền cảm hứng cho những người trẻ Úc Việt. Nhóm cũng đã được chấp nhận để tích hợp các truyền thống Việt Nam với triển vọng đa văn hóa đang thịnh hành ở Úc. Kể từ khi thành lập, nhóm đã trình diễn tại nhiều sự kiện văn hóa cả trong cộng đồng địa phương và tại các địa điểm lớn như lễ hội Tết âm lịch của người Việt, các lễ hội Mumba, lễ Quốc Khánh Úc, lễ hội đa văn hóa tại thủ phủ Canberra, lễ hội ánh sáng tại bảo tháp lớn Bendigo, các sự kiện của các sắc tộc, các viện dưỡng lão, trường học và rất nhiều những nơi khác. Để thực hiện được chương trình concert ngày hôm nay, nhà tài trợ chính là ủy viên đa văn hóa. Rất tiếc là họ không có thể đến tham dự ngày hôm nay. Ngoài ra chương trình còn có sự bảo trợ của French Baguette, báo Nhân Quyền, anh Quế, chị Wendy, chị Trân Phương và công ty du lịch Nam Châu. Để tri ân các ân nhân, các nhà bảo trợ, các khách mời biểu diễn, ban nhạc, âm thanh, MC, Ok xin tặng những bó hoa đến. Bây giờ xin mời Natasha lên có đôi lời cảm ơn và trao tặng các bó hoa. Và chúng tôi không quên một nhà bảo trợ rất quan trọng, đó là ông bà Lý Hồng. So it is my honor to invite Dr. Daniel Molino, bà Cúc Lâm, Mrs. Mary Darling, bà Huỳnh Bích Cẩm, bà Vũ Yến, thầy Minh Phương, cô Thư, thi sĩ Nguyên Khang, anh Sơn, chủ nhà hàng French Baguette, anh Quyền, báo Nhân Quyền, anh Bùi Quốc Hùng, báo Nhân Quyền, Thụy Kim, cô Thình, Hồng Yến, Dạ Lai Hương, Doanh, anh Chuân, anh Hoàng Thiêm, chị Phạm Mai Hương là thân hữu luôn sát cánh với Âu Cơ, chị Trần Thị Hồng Hoa cũng là một thân hữu luôn sát cánh với Âu Cơ, vợ chồng anh Lý Hồng và Kim Ly, cựu thành viên Âu Cơ. Xin kính mời tất cả quý vị cùng lên đây để ban tổ chức tặng những bó hoa đến quý vị. Yes, so please come to the stage and accept the flowers. Và đứng trước mặt quý vị đây là một thành phần của những người đã bảo trợ và đã hỗ trợ và tài trợ cho chương trình concert của Âu Cơ hôm nay. Thank you very much, ladies and gentlemen. Daniel Molino, can you please stay back? And would you like to have a few words to us? Oh, sure. Thank you. Oh, thank you very much. I won't speak at length because I think we all want to see the amazing performance tonight. Can I firstly say thank you for the flowers? I love the flowers, but my wife and daughter will also love the flowers very much later tonight, so thank you very much for that. Can I please thank the all the people that have organised tonight? What an amazing venue. It's so wonderful for us all to be joining together in groups like this after last year being so difficult, and I think that the Vietnamese community has been one of the leading communities, I think, for organising events like this, which are bringing everybody back together. So thank you for making such an amazing effort tonight. Can I thank all of the members of the Oka dance troupe? It's such a wonderful group that brings so much joy to the Vietnamese community and, of course, much broader. As the MC pointed out before, that group has performed at so many functions throughout the year, and it brings so much joy to the community. And can I also, I won't go through all of the many VIPs that are here, but there are so many people from this, of course, Catherine coming from state government, we have Cook Lam from the city of Maribyrnong, and we have Cam and Min from important community organisations
and many others. It's wonderful to see so many different organisations represented here. The last thing I wanted to say is that groups like this, I think, are really important because it's so important that we preserve and celebrate the Vietnamese culture in our community. The Vietnamese community is so important in Melbourne's West, and groups like yours are preserving that culture to the benefit of the broader community. But I think the other thing that it does, and I've seen this at many events, is that groups like yours are handing down this important culture to your younger generation. And it's through your efforts, I think, that the younger generation within the Vietnamese community can take on the torch of celebrating and embracing the richness of the Vietnamese culture. And so I think that we all benefit across the broader community, but I think your younger people in particular also gain a lot, and there's a substantial benefits from that. So thank you very much for the invitation tonight. It's a great honour for me to be able to be here, and I very much look forward to the dancing later on. Thank you. Thank you, Dr. Molino. It's very encouraging. Và bây giờ là xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón Natasha Hoàng, là trưởng nhóm của nhóm Âu Cơ, sẽ có đôi lời chào đón quý vị. On behalf of Âu Cơ Dance Group, I could like to thank Dr. Daniel Molino for your wonderful speech. And I could like to thank you all for coming to our performance today. I would like to thank Mr. Minh Phương and his partner for teaching us, those pop dance and song, so that we can perform for you tonight. I could like a big thank to Victoria Multicultural Commissioner for being our main sponsor this show, and all sponsors. Thank to the players Minh Khang, MC Tuyết Thư, singers Ngọc Thìn, Thụy Kim, Hồng Yến, Trâm Anh, Lam Anh, Thanh Lan, and keyboard Danh, guitar Chuan, and the sound guy Hoàng Tim, and all volunteer who help out today. And special thank all member of Âu Cơ Dance Group who have been working so hard over the few months. And finally, I could like to thank everyone to be here evening, taking your time to watch our show. And please put your hands together for this Vietnamese folk music. I could like I think you enjoy your show. Thank you so much. Thank you. Indeed, for sure, absolutely. Và bây giờ xin kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn đầu tiên, đó là bản nhạc hợp ca, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, Việt Nam, Việt Nam. Và xin mời tất cả chúng ta cùng hát chung với nhóm Âu Cơ. Yeah, nah.
Một bài múa với cái nền nhạc rất là sôi động của nhạc sĩ Văn Phụng. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Ghé Bến Sài Gòn sẽ do Minh Kha, Ngọc Dung, Ngọc Đào, Windy, Tuyết Mai và Natasha cùng trình diễn. Cùng nhau đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. Trên bến Cộng Hòa, người chung Nam Bắc một nhà, về đây cùng sống hát không hoàn ca. Tôi sẽ như nước tồn tại để một sức sống tiềm tàng, để tìm chung ánh sáng như hào quang. Đồng vui chân bước giật giờ, đừng đi quanh khúc bàn cờ, cùng nhau vui sống ấm say tình thơ. Người ơi, Sài Gòn trốn đây là ngọc viên đông. Người đón vinh quang ngày mới. Cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách rất rồi. Từ Nam Châu tới viếng thăm thủ đô. Dòng sông trên chúng tàu đỏ, dù xe buôn bán hẹn hò, người dân nó ấm sống đời tự do.
Xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm dựa vào lời thơ của thi sĩ Vĩnh Thúy và nhạc của nhạc sĩ Minh Phương. Thưa quý vị, nhạc phẩm Nhạc Buồn do Tố Quyên trình bày. Lời thơ tim ngọt ngào.
ngủ đi, mẹ ngủ cho say. À ơi, à ơi. Lá vàng mẹ vội đi sao? Lá xanh con khóc bạc đầu lá xanh. Đêm chừng như đã qua nhanh. Mẹ ơi, say ngủ cho lành vết thương. Bây giờ tôi đã bạc đầu, mẹ tôi đã mất cũng khá lâu rồi. Nhưng nhân mùa thanh minh, tôi làm cái bản nhạc này qua sự trình diễn của nghệ sĩ Trân Phương. Yeah.
ơn chị Trần Phương rất nhiều. Nhạc phẩm Mẹ ơi, lời Nguyên Khang, nhạc Hùng Phan được trình diễn bởi chị Trần Phương. Xin tràng vỗ tay cho chị Trần Phương. Cảm ơn chị nhiều. Xin kính mời quý vị chào đón một nhạc phẩm theo làn điệu quan họ Bắc Ninh. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Người ơi, người ở đừng về qua tiếng hát của anh Ngọc Quế và phần phụ diễn của Tuyết Mai. Người ơi, người ở đừng về. Người ơi, người ở đừng về. Người ơi, người ở đừng về. Người về ai nhớ sông như và đau mà này cũng có đứng ngồi, đứng ngồi với ai. Người ơi, người ở đừng về. Anh thâu em ơi, anh vẫn đợi chăm tà. Người ra đi có nhớ là nhớ ai, ngồi trong cánh chim trời sao chẳng thấy em. Người ơi, người ở đừng về. Người ơi, người ở đừng đi về. Bèo giạt mây trôi trốn xa xôi em ơi, anh vẫn đợi bèo giạt mây trôi chim xa là tang tính tình cá lượn. Mừng ngô tin hai ba là bốn tin chờ sao chẳng thấy mai. Người ơi, người ở đừng về. Người ơi, người ở đừng đi về. Người ơi, người ở đừng về. Bây giờ mình chào khán giả trước đã. Đó. Rồi. Chào quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh Quế và chị Tuyết Mai. Nếu mà Thu có một người bạn gái như chị Tuyết Mai, Thu cũng xin là người ơi, người ở đừng về. Thu rất là hân hạnh được giới thiệu một tiết mục rất là đặc biệt. Cái nhạc phẩm này đó là trước tiên là mời tất cả các bác cùng tham quan Vịnh Hương Sơn trong cảnh chùa Hương Tích của Việt Nam. Thưa quý vị, trong cái phần trình diễn này thì thường cái người đánh trống chính là
người quan ở trong triều, mà hôm nay người quan đó chính là thi sĩ Nguyên Khang, còn người đệm đàn đáy là nhạc sĩ. Nhưng mà hôm nay vì chúng ta không có nhạc sĩ nên cô Anh Thịnh sẽ là người hát bản nhạc này và vừa hát vừa đệm đàn qua thể điệu Ả Đào. Nhạc sĩ Nguyễn Nghị qua phần trình diễn của Tố Quyên, Trân Phương, Windy, Tuyết Mai, Ngọc Đào và Natasha.
Hồng có nhã ý muốn tài trợ cho chương trình, và đặc biệt là nhóm múa đang đứng ở trước mặt quý vị đây. Bây giờ xin kính mời anh Lý Hồng lên trao một món quà cho ban múa. Xin quý vị một tràng pháo tay cho anh Lý Hồng và nhóm múa. À, nhóm múa ơi, khoan hãy đi về, có người muốn tặng cho bó bông nè. Và bây giờ nhạc phẩm Tôi Yêu Quê Tôi của Trịnh Hưng qua phần trình diễn của nhóm Dạ Lai Hương. Hey.
là điêu luyện của chị Trân Phương qua nhạc phẩm Trăng Hoa Ngày Cũ của thầy Minh Phương, lời của Đinh Thế Dũng. Đến quý vị một nhạc phẩm của anh Khang, đó là bài Bèo Dạt Mây Trôi qua phần múa của Tố Quyên, Trân Phương, Ngọc Dung, Windy
Tuyết Mai và Natasha. Vị ân nhân muốn lên đây để tặng cho nhóm múa một món quà. Xin mời chị Kim Ly. Kính thưa quý vị, chị Kim Ly là người đã từng may hàng triệu hay là
và có thể là hàng triệu cái khẩu trang để giúp cho chính phủ trong mùa dịch. Hôm nay chị Kim Ly đến đây để hỗ trợ cho cái chương trình, và chị cũng dành một chút quà để tài trợ cho nhóm múa Âu Cơ. Đây là một nghĩa cử rất là đẹp. Và trước đây chúng tôi cũng có giới thiệu chị Kim Ly là người đã từng giúp đỡ nhóm Âu Cơ rất là nhiều năm. Xin kính mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của chị Thu Hương. Chị Thu Hương luôn luôn có những chiếc áo dài rất là rực rỡ, rất là đẹp. Và bây giờ kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đường Xưa Lối Cũ của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Người em
hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn, con đò nào đây đưa em thôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng, từng gặp mẹ tôi dưng dưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời biệt ly cuối cùng trước phân kỳ. Trời lắm thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Ánh mắt em, nhạc phẩm lời của Nguyên Khang, nhạc của phổ âm của nhạc sĩ Hùng Phan, cộng tác với nhạc sĩ Minh Phương, tạo ra bản nhạc Ánh mắt em. Chìm sâu ánh mắt u hoài, hồn anh chơi với mộng dài thiên thu, đam mê trong khối tình thu, anh như cây dại khờ ngu với tình. Van em nhắm mắt đừng nhìn, nếu không anh sẽ chết chìm trong mắt em. Được trình bày với giọng ca vàng của Dạ Lai Hương, ca sĩ Hồng Yến. Mắt u hoài, hồn
sóc chắc ngần suối mơ. Nền nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui. Xin kính mời quý vị cùng chào đón Minh Kha, Michelle, Bạch Yến, Windy, Ngọc Đào, Tuyết Mai và Ngọc Dung. Đàn em bông tới hát
hào, người yêu duyên dáng hoa, trời hồng trên má khiến ta bao kỷ niệm. Những cái điệu múa mà sôi động như vậy, quý vị có nhớ là nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ trước đây bản nhạc này đã giao cho Sơn Ca hát, nếu Thu nhớ không lầm. Và những cái nhịp múa mà sôi động, vui vẻ và đẹp như vậy, tất cả là do phần đạo diễn của thầy Minh Phương. Xin cảm ơn thầy. Một nhạc phẩm của nhạc sĩ Thanh Sơn, Thị Trấn Sương Mù. Xin kính mời quý vị cùng chào đón các cô Sơn Nữ, Tố Quyên, Trân Phương, Ngọc Đào, Michelle, Bạch Yến và Natasha. Hey!
Quý vị cùng chào đón tiếng hát của ca sĩ Thùy Kim và phần phụ diễn của Ngọc Dung và Windy. Thùy Kim xin thân ái kính chào quý vị, các anh chị và các bạn. Thùy Kim xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình của Âu Cơ tối hôm nay. Một chương trình mà các chị đã rất là công phu để tập dượt và đã ấp ủ cả hơn một năm nay, là tình trạng Covid xảy ra làm cho các chị phải ngưng lại đến hơn một năm rưỡi mới bắt đầu trở lại. Và hôm nay rất là hân hoan và vui mừng khi mà thấy tất cả quý vị cùng ủng hộ cho nhóm múa Âu Cơ. Ngày hôm nay cũng có rất là nhiều bảo trợ để gửi cho Âu Cơ những cái món quà thật là dễ thương. Và hy vọng rằng là quý vị ơi, nhóm múa Âu Cơ các chị đã thành lập từ rất là lâu, và cái tên Âu Cơ được đặt từ những anh chị thuở khai sinh, và cái tên Âu Cơ vẫn còn đến ngày hôm nay và luôn luôn lúc nào cũng mạnh mẽ và luôn luôn hoạt động văn nghệ trong Melbourne. Và mong rằng quý vị hãy ủng hộ cho Âu Cơ nhiều hơn nữa. Vâng, Âu Cơ đã có 10 năm rồi quý vị, cho nên là một chào bắt tay thật, một tràng phát tay thật lớn để ủng hộ cho nhóm múa Âu Cơ. Rồi các anh ơi, các anh vỗ em cái nha, mình cùng vỗ với nhau nha quý vị, vỗ cái trong cơm nha. Thank you.
Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân Trở Về của thầy Minh Phương do toàn ban trình bày. Thank you.
Xin chân thành cảm ơn nhóm Âu Cơ rất là nhiều. Và bây giờ thì Tiết Thu xin kính mời tất cả quý vị quan khách, các nhà bảo trợ, thầy Minh Phương và cô Thư cùng tất cả quý vị lên sân khấu để chào quý vị khán giả. Của nhóm Âu Cơ xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau.